Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Nhà Đất Tây Ninh. Thì tiếp tục chuyên mục Nhà Đẹp Tây Ninh. Hôm nay em Hậu đang có mặt tại xã Tiên Thần, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái căn nhà bé bé xinh xinh, được thiết kế rất là dễ thương, được anh chị chủ rất là chăm chút. Và hôm nay gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái bất động sản nằm tại cái khu vực xã Tiên Thần, huyện Bến Cầu. Và từ vị trí này chúng ta đi ra cái đường bê tông phía ngoài, đường nhựa phía ngoài á, là chỉ có 40 mét thôi. Và cái đường trước đất á, là đường bê tông, ô tô vào tới đất thoải mái. Đấy. Ở đây quý anh chị mình có thấy được là một cái khung cảnh ở phía trước rất là dễ thương đúng không ạ? À? Khung sắt ở phía trên cũng có. Đó, cây kiển là đầy đủ cho quý anh chị mình. Đó, anh chị chủ thì rất là yêu thiên nhiên ha. Và ở bên đây chúng ta sẽ có một cái đèn năng lượng mặt trời đó để tặng cho quý cô chú anh chị mình. Và cái mái tôn ở phía trước á, là cũng đưa ra ngoài và có luôn làm cái máng xấu cho quý anh chị mình ha. Ở đây khu vực đây á, cái cổng này thì quý anh chị mình sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6 3m6 nha quý anh chị. Đó, ô tô mình vào ra thoải mái. Và cái cổng rào thôi quý anh chị mình có thể thấy được cái sự chất lượng của cái căn nhà này thông qua cái cổng sắt rất là to và sơn một cách chỉnh chu ha. Sơn này là sơn nhám nha quý anh chị. Đó. Nhìn nó rất là kiên cố, rất là hoành tráng ha. Gạch á, thì ở dưới á, là tuy là lót gạch chống trơn trời gạch nước đó, nhưng mà nhìn nó rất là sang ha. Ngôi nhà của chúng ta nó có một cái màu tương phản màu trắng đó, đi cái tông xám nó bật lên cái màu của cái căn nhà của chúng ta. Trần ở đây á, quý anh chị mình thấy nè, có đóng lau phông ở phía trước luôn, tuy là sân thôi nhưng mà mình đóng lau phông, nó cảm giác căn nhà của chúng ta nó sẽ tăng thêm cái độ mát mẻ của cái căn nhà. Tường ở đây là có lăng bê cho quý anh chị mình luôn nè, đó ở trên đó là giả đá ha, cái ở trên đó khung sắt ở trên đó anh chủ còn sợ tạc á, là còn làm luôn cái tôn sáng cho quý anh chị nè, vừa lấy sáng nè vừa che mưa nè, không có sợ là nó tạt nước vào ngôi nhà của chúng ta. Còn bên đây á, là có nhà hàng xóm rồi đó, thì nó thoáng gió, để gì cho nó thoáng gió, mình khỏi phải gắn tôn sáng lên ha. Bên đây nhà chúng ta nè, quý anh chị mình có thể thấy được ngoài cái đường cái căn nhà thì bên đây chúng ta sẽ có một cái đường luồng là phía sau đó. Ở đây cái đường luồng này á, là nó khoảng 1m2 nha quý anh chị, 1m đó. Mình đi về quý anh chị mình hãy đi thẳng là phía sau. Giếng thì ở đây là sử dụng giếng khoan có sẵn đây rồi, với một cái thiết kế dễ thương. Nhà này á thì em Hậu cũng xin chia sẻ là nhà này là mình đã được cải tạo lại nên một số cái chi tiết nó không được gọi là 100% đó. Ở đây quý anh chị mình thấy nè, cái khung tranh ở đây mình có thể để chậu kiện bé bé cũng được đó. Rồi mặt dựng là dán gạch cho quý anh chị mình hết rồi đó. Trần đây á, ở ngoài đây á, là thạch cao trần thả ha. Cửa thì cửa sắt thôi, bốn cánh đó. Ở trên là có khung bao ở trên nè, lấy sáng rất là tốt cho quý anh chị mình. Thì hiện tại á, là nhà của chúng ta là chưa có gắn màn, nhưng mà anh chủ có chia sẻ là sẽ trang bị cái màn cửa này cho quý cô chú anh chị mình đó. Thì cái bất động sản của chúng ta quý anh chị có thể thấy là cái nền ở đây nè, lót gạch là 60-60 ha. Ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viên đó. 535 rất là rộng để cho quý anh chị mình có thể là ngồi ở đây vào buổi chiều mình ngồi sinh hoạt chung cho gia đình mình. Về cái khu vực phòng khách này quý anh chị, ở đây chúng ta sẽ có một cái phong cách nó hơi ngộ nghĩnh lạ lạ. Quý anh chị có thể thấy là trần thạch cao nè, đánh một cái viền vàng ở trên và ở trên là lợp tôn ha. Đó, tôn lạnh ở trên đó. Đèn thì có những cái loại đèn mới rất là dễ thương đó. Và bên cạnh đây quý anh chị mình có thể thấy được là những cái khung tranh được bố trí xung quanh ngôi nhà. Tuy là bé bé nhưng mà đây là những cái điểm nhấn tạo cho cái ngôi nhà của chúng ta thêm cái phần sinh động hơn vào mỗi cái buổi chiều khi chúng ta đi làm về đó. Về tới nhà nhìn những cái bức tranh bé bé xinh xinh, nó thêm phần dễ thương cho ngôi nhà của chúng ta. Khu vực phòng khách này quý anh chị mình có thể thấy được á, ở đây chúng ta sẽ có khoảng là 5 mét chiều ngang
đó. Ngang năm dài năm nha quý anh chị. Đấy, rộng rãi. Vì cái bất động sản của chúng ta là tới gần 5,7 rồi. Đó, chiều ngang. Nó và cái khu vực này thì phòng thờ cũng như là phòng khách rất là rộng. Có luôn cái cửa sổ ở đây. Cửa sổ này thì nó khoảng là 2 mét nha quý anh chị. Đó, để cho quý anh chị mình có thể lấy gió, lấy sáng vào. Đấy, thoải mái. Và bên cạnh đây á thì quý anh chị mình sẽ có một cái đường luồng là phía sau nè. Thì cái đường luồng này nó tới là khoảng là 1,4 m nha quý anh chị. Rộng rãi. Và hai phòng ngủ được trang bị cho ngôi nhà này. Thì cái căn phòng ngủ đầu tiên thì ở đây á, quý anh chị mình sẽ có là một cái phòng ngủ bé bé xinh xinh ở đây. Tuy nó không lớn đó, nhưng mà đủ cho chúng ta có thể sử dụng. Và kèm theo đây là một cái cửa sổ để lấy gió. Thì em Hậu cũng có chia sẻ rồi, thì căn này thì được cải tạo lại nên mình sẽ không được đòi hỏi về cái độ chỉnh chu của cái căn nhà này nhiều quá. Đó, tranh ở đây cho quý anh chị. Bên đây thì chúng ta sẽ có là kế bên cái phòng ngủ này là phòng vệ sinh. Và chúng ta ở trên đây là cái nóc nhà vệ sinh nè. Anh chủ tận dụng luôn là làm cho chúng ta một cái tủ để đồ phía trên. Đó. Bây giờ mình qua mình coi cái tục ha. Căn phòng thứ hai. Đó. Nhưng mà trước đó thì mình sẽ ghé vô mình coi cái nhà vệ sinh trước. Đó, dễ thương quý chị ơi. Ở đây nhà tắm và nhà vệ sinh chung. Nó được thiết kế giống như căn hộ chung cư á, ở phía trong đây nè. Chúng ta có một cái nhà tắm ở trong đây. Nó cửa này là kiến cường lực. Đó, mình kéo qua. Ở đây là nhà cái labo vệ sinh nè. Đấy, hàng lấy nắp này qua ngay quý chị. Đó. Dán gạch lên phía trên nè. Quý anh chị thấy anh chủ đi đèn led nè. Đó, đánh led trần thạch cao ha. Và khu vực này chúng ta sẽ có một cái labo. Có cái kiến này là kiến có điện ha, quý anh chị mình có thể tắt mở được. Đó, dễ thương không quý anh chị? Phía dưới nè, để đồ. Đó, rất là dễ thương ha. Và mình qua mình coi cái phòng thứ hai, cái phòng ngủ thứ hai coi. Đó, ở đây thì quý anh chị mình có thể thấy được cái đường luồng rộng rãi. Và phòng ngủ thứ hai này á cũng là cửa sắt ha, kính mờ. Và ở đây khung tranh dễ thương cho quý anh chị mình. Tặng luôn mấy cái đèn phòng ngủ nào quý anh chị thấy không? Sáng rực, sáng trưng, rất là dễ thương, rất là đẹp cho quý anh chị mình ha. Đó. Trần thạch cao ở trên đó là lò phong tôn lạnh cho quý anh chị mình. Đó. Một cái phong cách mới lạ. Phòng ngủ nào cũng có cửa sổ cho chúng ta lấy gió ha. Quý anh chị mà không thích thì mình về mình làm thêm cái máy lạnh nữa là hoành tráng luôn. Đấy. Ở đây nhìn lên là quý anh chị trần nguyên cái trần thạch cao hết ha, rộng. Và sau đây là cái khu vực mà chị em phụ nữ chúng ta rất là yêu thích là khu vực bếp. Người phụ nữ trong gia đình khi mà nấu nướng thì những cái bữa ăn ngon thì người chồng dù mà có mệt mỏi đi làm về thì cũng có rất là thích về nhà ha. Ở đây một cái cửa sổ để mình nấu nướng cho nó thoải mái nha quý anh chị. Nước thì đầy đủ cho quý anh chị mình nè. Đó. Mặt bếp ở đây là được dán gạch. Ở phía dưới thì có tủ ở phía dưới rồi. Ở đây quý anh chị nào mình thích làm thêm cái tủ treo ở trên thì mình làm ha. Đó. Còn về cái giữa nhà nè, quý anh chị giữa khu vực bếp quý anh chị thấy không? Đèn phòng ăn rất là dễ thương. Đấy. Ở đây mà mình để một cái bàn ăn chiêu chiêu chiều 2 giờ chồng ngồi là tuyệt vời. Đây là cái cửa sau ha, để mình lại không gian phía sau. Ở đằng sau chúng ta còn một cái không gian rất là rộng để cho con em chúng ta có thể chơi đùa, hoặc quý anh chị mình có thể trồng cây, nuôi gà. À, ở đây quý anh chị mình có thể thấy nè, rất là rộng. Ở đây trần thạch cao trần thả nè, làm cái máy đưa ra ngoài cho quý anh chị mình luôn. Bên đây là một cái labo để rửa tay nè. Một cái sàn nước ở đây. Nhà mình có đám tiệc thì mình nấu nướng nó cũng thoải mái ha. Nước rất là mạnh nha quý anh chị. Đó. Nước mạnh cực kỳ luôn. Lót gạch hết khu vực này. Riêng khu vực này sẽ chừa cho quý anh chị mình có thể để trồng cây nào nè quý anh chị. Đó. Còn ở khu vực này là cái hố ga ha. Ở đây anh chị chủ xây rất là kiên cố.
Đấy. Toàn bộ ngôi nhà quý anh chị mình thấy ở hàng rào phía sau nè, lăn bê hết luôn. Đó. Ở trên là bắn đá cho quý anh chị mình nè, nhìn rất là sang. Quý anh chị nào tới mình xem thử rất chi là ưng bụng. Cây sắt này thôi nó cũng đã đáng tiền nha quý anh chị. Đó, 1, 2 nguyên dàn sắt này luôn. Khu vực này thì quý anh chị nào có thể trồng cây đó, hoặc có thể là mình có thể làm thêm ra làm một cái tiểu cảnh gì đó ở đây. Thì nãy giờ quý anh chị mình đã xem qua tổng thể cái căn nhà này rồi, thì bây giờ em Hậu xin mời quý anh chị mình đi để mình lên trước để mình xem lại ngôi nhà một lần nữa, cũng như là cái cuốn sổ đất em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình đó. Anh chị này đây có tặng cho quý anh chị thêm mấy cái bức tranh này nữa ha. Thì mời quý anh chị mình đi lên trước để mình xem cái sổ của cái bất động sản của chúng ta, coi coi nó có phù hợp cho quý cô chú anh chị mình về đây an cư lạc nghiệp hay không ha. Đấy. Thì ở đây á, em Hậu sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình một cái cuốn sổ đất, là thửa đất là 300, tờ bản đồ số 36, ấp A, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích là 255,2 m², trong đó đất ở nông thôn là 200 m và đất trồng cây lâu năm là 55 m, coi như là thổ cư chúng ta gần hết đất luôn rồi quý anh chị. Thì cái con đường phía trước á là cái con đường đất ha. Đấy, và cái chiều dài đất của chúng ta tới 41 m rồi quý anh chị. Đó. Chiều ngang là 5.77 ha, và đất nhà sẽ quay về đây là hướng đông nam. Thì vừa rồi quý anh chị mình đã xem qua tổng thể cái căn nhà cũng như là cái cuốn sổ đất của cái bất động sản này. Thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái mức giá mà anh chị chủ mong muốn gửi đến quý cô chú anh chị mình á, là 1.380 tỷ cho nhà và đất. Đó. Quý anh chị nào yêu thích cái bất động sản này thì hãy liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, số điện thoại là 0839 666 736 ha, giá là 1.380 tỷ nha quý anh chị. Thì quý anh chị nào cần hỗ trợ thêm, gửi thêm thông tin đó, có thể kết nối Zalo với em 0839 666 736, số điện thoại em Hậu có ghim trên màn hình đó. Thì sau đây thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình cái quy hoạch, cái kế hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Bến Cầu, cũng như là nhìn tổng thể từ trên cao cái khu vực này, coi coi đường xá, dân cư ở đây, khung cảnh ở đây như thế nào. Xin mời quý cô chú anh chị mình tham khảo nha. Và trước mắt quý cô chú anh chị mình, đây là quy hoạch sử dụng đất của huyện Bến Cầu đến năm 2030. Và khu vực của chúng ta đây là đã phủ hồng rồi nè quý anh chị. Đó. Và hai bên đường á, là được phủ hồng hết để nối liền vào thị trấn Bến Cầu nha quý anh chị. Đó. Rất là nhiều tiện ích ở khu đây, như là trường học nè, ủy ban nhân dân nè. Đó. Quý anh chị mình thấy được. Đó. Trường tiểu học thì ở đây chơi sát bên đây chúng ta có một cái trường tiểu học Tiên Thuận, rồi nhà văn hóa. Đó. Xung quanh đây á thì quý anh chị mình thấy nè, phủ hồng hết rồi. Đấy, và kế bên đây chúng ta sẽ có một cái đất là SKS, là đất khoáng sản nha quý anh chị. Trí bất động sản, em Hậu xin mời quý cô chú anh chị mình đi theo chân em để mình đi lên quanh ra cái đường nhựa ngoài đây coi, mình coi coi đường xá ở đây nó như thế nào nha quý anh chị. Điện thì 2 pha 3 pha đầy đủ. Đó. Nhà thì san sát nhau. Thì với một cái vị trí, một cái căn nhà bé bé xinh xinh, thì quý anh chị nào yêu thích thì với mức giá là 1.380 tỷ thì anh chị chủ nhà sẽ gửi đến quý cô chú anh chị mình cái căn nhà này ha. Và để biết thêm thông tin thì quý cô chú anh chị mình có thể truy cập trang web mua bán nhà đất Tây Ninh, hoặc là kênh YouTube mua bán nhà đất Tây Ninh. Vào sáng 7 giờ hàng ngày thì em Hậu xin gửi đến quý cô chú anh chị mình các bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh thông qua cái kênh YouTube mua bán nhà đất Tây Ninh. Quý anh chị chỉ cần ngồi tại nhà mở kênh YouTube mua bán nhà đất Tây Ninh để có thể cập nhật và xem những cái sản phẩm tại thị trường tỉnh Tây Ninh này, thì đâu đó sẽ có những cái sản phẩm mà quý cô chú anh chị mình
ưng ý và có thể đầu tư hoặc là về Tây Ninh để định cư ha. Và kênh mua bán nhà đất Tây Ninh thì chuyên mua bán, ký gửi, nhận vay video bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh hoàn toàn miễn phí. Quý anh chị nào đang có nhu cầu tìm mua một cái bất động sản tại thị trường tỉnh Tây Ninh, muốn ký gửi bất động sản hoặc là tìm những cái sản phẩm đầu tư phân lô ấy, thì có thể liên hệ đến kênh mua bán nhà đất Tây Ninh, số điện thoại là 0839666736 để em Hậu có thể hỗ trợ quý cô chú anh chị mình nha. Thì, trong quá trình làm video thì sẽ có những cái sai sót, thì để kênh ngày một hoàn thiện hơn thì quý cô chú anh chị mình có thể bình luận góp ý dưới cái video để em Hậu có thể biết được và có những cái thông tin để gửi đến quý cô chú anh chị mình ngày một hoàn thiện hơn ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh. Video của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.